Xin chào các bạn, chào các quay trở lại kênh Đôi Bên Tình. Video này tôi xin dẫn các bạn cách bật cái chế độ chia đôi màn hình và chia đôi màn hình hai ứng dụng chẳng hạn. Bạn chia đôi ra để thực hiện của con máy Vivo i12s nhé. Đây, tôi sẽ vào cài đặt này. Giới thiệu điện thoại Vivo 2026 nhé. Rồi, để thực hiện bật chia đôi màn hình thì đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Cái phím tắt của nó là 3, sử dụng 3 ngón tay để phút lên nhé, như này. Đó, nó không hỗ trợ. Đây, ta sẽ vào, các bạn mình chỉ cho bạn ở chỗ nào nhé. Vuốt xuống này. Lối tắt và trợ năng này. Chia màn hình thông minh này. Cái thứ hai nhé. Đây, nó sẽ hướng dẫn. Các bạn bật ở đây, trượt lên bằng 3 ngón tay để chia màn hình này. Chia bằng tin nhắn này, Facebook, Telegram. Trượt 3 ngón tay để chia màn hình. Các bạn đọc ở đây. Đó, ngang các bạn chấm và OK. Bây giờ bằng 3 ngón nhé. Ví dụ tôi sẽ vào Facebook này. Rồi, vào Zing nhé. Vào Zing này. Ta sử dụng 3 ngón này. Vuốt lên. Đó, nó sẽ ở trên này, nó sẽ là Zing V3 đây. Ta mở cái thứ hai, mở Chrome này. OK, thì các bạn, cái này mình chưa kết nối mạng thì nó như này. Các bạn lên đây, hoặc lên như này, xuống. Hoặc các bạn muốn tắt đi, các bạn vuốt hẳn xuống là xong. Đấy, các bạn chia lại, bấm 3 ngón lên. Đấy, các bạn chọn cái thứ hai, ví dụ cái Zalo chẳng hạn. OK, những ứng dụng nào nó hỗ trợ thì nó sẽ chia đôi màn hình. Ví dụ các bạn có thể xem YouTube, vừa lướt Facebook vừa xem YouTube, hoặc vừa xem phim vừa lướt YouTube, hoặc vừa xem các bạn xem ai chuyện bóng đá chẳng hạn. Đấy là đơn giản cho các bạn. Rồi, để tắt đi, các bạn vuốt xuống là xong. Rồi, vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn thực hiện chế độ chia đôi màn hình thông minh của con máy Vivo i12s. Chúc các bạn thành công. Con nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.